Mời quý vị và các bạn đến với podcast hình sự của Báo Tiền Phong, tin nóng ngày 31 tháng 3, phá đường dây ghi lô đề mỗi ngày giao dịch gần tỷ đồng, khởi tố nam sinh viên lừa chuột người ở Campuchia với giá 6.000 đô la Mỹ, khởi tố kỹ sư nông nghiệp dùng máy trộn bê tông về làm giả gần 4 tấn thóc giống, bất ngờ với hoàn cảnh của người cha đánh con trai trong lồng sắt. Sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cha đánh con trai trong lồng sắt xảy ra tại KDC Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Bình Dương, Ủy ban nhân dân phường Thuận Giao đã có báo cáo nhanh về vụ việc. Theo đó, ông Hoàng Nam, 45 tuổi, Thừa Thiên Huế, người đánh con trai trong lồng sắt bị người dân quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội, có hoàn cảnh khó khăn. Vợ ông Nam đã bỏ đi 2 năm, để lại 3 con trai cho người đàn ông này nuôi. Hàng ngày, ông Nam để 3 đứa trẻ trong lồng sắt ở phía sau xe 3 bánh để đi bán vé số dạo. Ông Nam thừa nhận đã đánh con trai mình vì cháu rất hiếu động. Công an Bình Phước đang tạm giữ Châu Văn Cu, 39 tuổi, để điều tra do liên quan đến vụ án mạng khiến một người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Cu thấy ông Lê Kim Toàn, 40 tuổi, đang lớn tiếng với mọi người trong chòi dãy nên tới can ngăn và bị ông Toàn gây hấn mắng chửi. Lời qua tiếng lại, ông Toàn dùng nón bảo hiểm đánh ông Cu. Tức giận, Cu bỏ chạy vào chòi dãy tìm dao rồi đâm liên tục vào người ông Toàn. Nạn nhân ngã gục xuống đất, tử vong tại chỗ. Công an Nghệ An vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề, liên tỉnh sử dụng công nghệ cao quy mô lớn với số tiền giao dịch gần 1 tỷ đồng một ngày. Theo điều tra, đối tượng cầm đầu là Hoàng Thế Vinh, sinh năm 1976, Hà Nội, cùng với 9 đối tượng liên quan trú các tỉnh Nghệ An, Bình Dương và Hà Nội. Để điều hành đường dây, Vinh đã cấu kết với nhiều đối tượng tại các tỉnh thành trong cả nước để đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề. Quá trình hoạt động, các đối tượng có nhiều thủ đoạn để che giấu nhân thân lai lịch, hành vi phạm tội và có nhiều cách thức đối phó với cơ quan chức năng. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khang, 19 tuổi, Khánh Hòa để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, khi thấy một gia đình đăng thông tin tìm con trai bị mất tích lên trên mạng xã hội, Khang liên hệ và nói dối nạn nhân đang ở bên Campuchia, đồng thời yêu cầu người thân phải chuyển 6.000 đô la Mỹ để chuộc người. Công an Cà Mau vừa bắt tạm giam Huỳnh Thanh Trung, 38 tuổi, chuyên viên phòng tư pháp huyện Ngọc Hiền và Nguyễn Minh Đương, 48 tuổi, chủ cơ sở đóng tàu ở huyện Trần Văn Thời. Theo điều tra, Trung bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ, Đương bị bắt để điều tra hành vi đưa hối lộ. Được biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đã nhiều lần nhận tiền của Đương để chứng thực các hợp đồng mua bán tàu cá. Dù biết các hợp đồng này là khống, Trung nhận từ 3 đến 4 triệu đồng với mỗi hồ sơ chứng thực. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, Lào Cai. Trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Đáng chú ý, theo cáo trạng, ông Vịnh thừa nhận nhận 5 tỷ đồng quà biếu từ công ty Lilama. Công an Lai Châu đã khởi tố bắt tạm giam Dương Ngọc Duy, sinh năm 1986, Bắc Giang, về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là giống cây trồng. Theo điều tra, Duy là kỹ sư nông nghiệp, từng làm nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang. Từ tháng 1 năm 2024, Duy mua 10 tấn thóc bình thường với giá 18.000 đồng 1 kg, rồi lên mạng Internet đặt mua bao bì có hình thức giống với bao bì sản phẩm lúa giống F1 Đắc Yêu 11 của công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Giang độc quyền phân phối. Sau đó, Duy làm giả được 3,8 tấn thóc giống giả rồi trở lên tỉnh Lai Châu trà bán cho một số đại lý giống mà Duy quen từ trước. Ông Huỳnh Lê Phong, nguyên trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe podcast hình sự ngày 31 tháng 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.